Ở đây cũng rất nhiều bồ câu các bạn. Wow, ở nhà cổ. Họ đang làm lại ở trên, nó bị một đang sửa lại. Ở đây là 1.000 ruby một ké. À, bạn xem một câu. Bên kia có khỉ kìa. Rất nhiều du khách nước ngoài đó. Beautiful. Teti matre aunchha yo dajula. Good ra beautiful matre ho. Aru ke pani aundain. Ke pani aundain. Ha talauni. Language buljina le. Uniharu ko afnai ho. Afnai language huncha. Afnai language huncha. Hajur tei language ma guide garnu huncha. Kahan huna hami ta ha talauni. Ha talauni. Thank you. Nè, ai mà đánh bò cá chắc chết luôn. Sẽ bị họ đánh hội đồng. Not inside. Not inside. Yeah. Only outside. Yeah. I can walk around. Ở đây thì họ cho mình đi ở ngoài thôi, không có cho vô trong các bạn. You can visit up there and see paying off. Oh boy. Ah, ainda vem esse pai. Vem, 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 vem,
Đây là một nơi họ họ theo đạo Hindu các bạn. Ở đây họ rất là an ninh các bạn, có lính gác, có lính cầm súng. Ở đây là quả táng rồi đúng không? À, ở dưới đây là vừa xong một cái lễ quả táng này các bạn. Đây là cái nơi mà người ta quả táng này các bạn. Vừa có một cái lễ quả táng vừa xong. Các bạn thấy khói còn. Có kìa. Yeah, dead body. Two dead body. We can take photo from there. Yeah. Mình theo mình nhìn thấy thì họ đang chuẩn bị cái nghi thức hỏa táng phía bên dưới. Water from this river, put to the mouth, take out of body rings and everything from body, then take there, body. Sau khi họ làm cái nghi thức xong thì họ bỏ trên cái cán kia. Họ di chuyển qua bên kia, di chuyển cái xác bên kia để đốt các bạn, để hỏa táng. Bây giờ họ chuẩn bị đang làm cái nghi thức.
con của người mất phải cầu đầu. Em nhỏ thì lội xuống cái sông này chơi vẫn bình thường. Wow. Making the sandalwood with sandal, it's a pure wood, like a tree, palm tree, put with water in the body, the mouth, body, the body, then they sau khi họ làm nghi thức xong họ rửa sạch cái cơ thể của người đã mất ha. Thì mình thấy cái nước phân họ rửa nó chảy xuống dưới mà mấy em nhỏ này vẫn bình thản chơi đùa, coi như là không có chuyện gì xảy ra. Đó, bạn thấy các em nhỏ vẫn vô tư chơi. Hiện tại bây giờ thì mình thấy có 3 thi thể. Đó, các bạn cũng thấy ha, 3 thi thể. Bên kia họ chuẩn bị củi các bạn, tí nữa họ đem qua đó họ thiêu. Mình thì không chứng kiến được cái cảnh thiêu. Nhìn thấy hãi quá. Phải rời chỗ này thôi. Đó, họ đang chặt củi.